Wow, đẹp chưa? Mặt nước gợn sóng đẹp chưa kìa. Đi kiếm ăn cả nhà ơi. Bắt đầu. Let's go. Bên này nữa này. Hai xe, mỗi xe ba người. Nào đi nào. Rồi. Cảnh đẹp chưa? Ở đây là Buôn Ta nhé cả nhà. Buôn Ta Tờ AR. Quay một vòng cảnh đẹp. Tí nữa tụi mình sẽ đi đường này cả nhà. Mời cả nhà đi theo tụi mình nhé. Dừng xe. Nước cạn ghê nhờ. Bắt đầu dừng xe nhá cả nhà, đi đi bộ đi lên. Mới xuống ý anh thôi anh. Bị đứt dây rồi hả? Bắt đầu chui vào nhờ. Chui vào nhá cả nhà. À, đó, 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 bắt đầu chui vào đó, đó, đó. Wow. Level khoảng. Đó, chui vào cái lưới gai nhá cả nhà. Ôi giời ơi. Thùng phi di động này có chui được không ta? Thang thang hãy dòng vào này. Được được, không có sao ạ nhỉ. Thùng phi vẫn lăn ra được đấy. Đó, hai người kia đang chui ra kìa. Kia cũng thùng phi luôn kìa. Ngang ngửa với mình luôn ấy. Cả nhà xem video thấy rung thì thông cảm nhé. Cả nhà mình không có gimbal ấy cả nhà. Gimbal hay gimbat gì đó không biết nữa. Mình chỉ quay bằng điện thoại thôi. Nên là video của mình bị rung cả nhà. Nhà có điều kiện quá nên chưa mua được cả nhà. Bữa sau chắc cũng phải nhìn ăn nhìn uống cũng phải xăm một cái cả nhà ơi. Kìa mọi người đi đi trước hết rồi kìa. Ui ui, đi đường nào đây ta? Ui dạ. Mình lại không mang ủng mang giày. Ôi giời ơi. Làm sao mà lội bùn đây?
À, tới nơi rồi đó cả nhà. À. Ui trời, không mang ủng ủng mang dài có chừng cây cối nó đâm vào chân á. Thì xem tụi nó làm gì nhá cả nhà. Năng của nhà được. Ui. À, mắc lại á, mắc lại á. Bên kia cũng mắc lại luôn kìa. Mắc lại luôn kìa, bên kia cũng mắc lại luôn kìa. Đúng là lầy lội luôn á cả nhà. Ôi giời ơi. Rồi, 1, 2, 3, nhảy qua. Ai, mắc lầy. Ôi, ôi, mình chân không luôn cả nhà ơi. À, người ta mang đôi ủng, đôi đồ mình đi chân không. Lại con cọp tỏa. Cọp. Bù, lạc đựa sắp sắp rồi. Dô, mà ai lao cà rồi, tao xuân tím nó cọp hả? Quay cảnh đẹp cho cả nhà xem nhá. Các hot girl đi mò cua bắt ốc cả nhà ơi. Đó. Cả nhà thấy cảnh đẹp chưa? Đây là hồ Eta cả nhà. Hồ Eta bữa trước mình cũng có cái một cái clip quay mà mọi người đang tắm giặt ở bờ hồ ấy cả nhà, bờ kè ấy. Bữa nay hồ nó cạn nước lắm rồi cả nhà. Đó cả nhà thấy không? Cạn ghê luôn. Nắng quá mà. Ở đây nắng gần cả tháng rồi đấy cả nhà. À, mình quay cảnh xung quanh hồ cho cả nhà xem. À. Đó. Đang đây, mọi người đang mò cua bắt ốc đây cả nhà. Đi bắt ốc chứ không phải mò cua. Không. Hả? Sao cái đứa này lại bỏ đứa ủng ở đây? Không mang à? Ô, bỏ tháo hết đứa ủng luôn à? Đây cả nhà. Tụi nó bỏ hết đôi ủng ở đó luôn. Nhiều không? Đâu? Trời ơi, mình cũng lội lội chân không luôn cả nhà. Có chừng, úi dạ, có chừng gốc cây à nha. Đâu? Đây cả nhà, cua này, ốc này cả nhà. Đó. Mò chứ không nhặt được. Nước nó đục đục ấy cả nhà. Úi dạ, ông ơi dạ. Làm cấp ca hay nè. À đi mà. À bên kia đang xúc cá kìa cả nhà. À. Mặt nước đẹp chưa. Trời ơi đã quá đi trời ơi. Mặt nước chảy đã ghê luôn á. Mặt nước đã chưa. Ui, nhỏ nhỏ không à. Ui, sao mình không may hay sao ấy nhỉ. Mình không may mắn hay sao mò chẳng thấy đây. Đây cả nhà lấy cái tay mò mò như thế này này. Đó. Mày về mưa. Đây cả nhà. Mò mãi được như thế này. Đâu rồi đây, Ly. Đây Ly. Đó, bên kia làm giống như một đại quân luôn cả nhà, đại quân đi nhặt ốc kìa. Hello đại quân nhặt ốc.
giật ốc nó kêu là hello bà Tân Vlog kia cả nhà ơi. Chết mất. Ôi ôi. Mình sẽ dép bà Tân Vlog không nổi cả nhà ơi. Được nhiều chưa? Rồi, được một ký rồi. Một ký luôn á? Nhanh thế. Dài tấm răng thì sau là cũng tổng tấm răng. Luan, kok itu dong? Lagu ini lihat. Lagu ini. Lagu ini. Eh, kok dia? Kok dia? Ah, kok sampai? Duk biung mikir kok. Bài lặng. Biung mikir. Biung mikir. Phùng phùng rạ của cột ngăn này. À, hắn lậu ớ. Anh mình với sọ mình lại mình ta này. Anh men với sọ lào ngoài. Đa số đi ở lào mới thì có sọ mã linh nhưng anh với sọ lào ngoài. Men này đại đi đại cái clang clang cả này. Men cả này có ông men hộp khó bảo này đồng như sao á? Đi ở nắng đấm lầy đó đi khó bảo. Đi khó bảo hả? Đấm lòi được đấm. Ủa em có cả hết được mà. Có đi. Đẹp đẹp. Được cọc cả hết hết được. Với cả bật dựa như cái lịch với tơ mình cả vì dỗ thế này hay cả đợt đã đổ cả cả sĩ ải cả sĩ đó đi tặng mừng mời cảm ơn đen tẻ rồi này suốt suốt đèn rơi 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 tắm đậy đạn đứng đạn đứng ô loạn ô loạn ô loạn ô loạn rồi đạn đứng đạn đứng ô loạn ô loạn loạn Hôm nay phải rịp này vì một loàn vạch này. Đúng là con cây. Lâu con cây chụp cho mình lịch. Em vậy. Anh thầm mơ mèn cái này vẫn lọc sổ này. Thôi lọc sổ tàn. Chết chứ mà đông dinh. Gào em này của tội diện này là SO dê hay diện này còn ở tay rồi đi nơ đi nơ đi nơ đi nơ đi nơ đi nơ có màu là ồ dễ án này cho nhá lạc nhạc anh lấy dạ anh lấy dạ anh lấy dạ anh lấy dạ Đi về cả nhà ơi, đó, cả nhà thấy không? Mỗi người một túm, một túm, một túm luôn. Giờ là 5 giờ 10 phút rồi cả nhà. Đó. Lý, Lý đưa đây, bác xem nào Lý, bác quay nào. Đây cả nhà. Đó, từ từ. Đó, ốc không là ốc luôn ạ. Ồ.
mỗi người một túm sách đi về. Đó. Quay lại, cảnh đẹp này.